Rồi, hôm nay mình học tiếp nha mấy bé. Hôm nay mình học tiếp nha, mình giải quyết nốt bốn cái hằng đẳng thức còn lại. Đó, mục tiêu của mình là sẽ là làm nhuần nhuyễn nè, học thuộc lòng, rồi áp dụng làm nhuần nhuyễn 7 cái hằng đẳng thức. Đó, tại vì cái này rất quan trọng nè, mấy cái hằng đẳng thức rất quan trọng nè. Nó theo mấy đứa đến, có khi đến lên đại học luôn, đó, nên là phải nhớ, phải làm thuần thục, đó. Phải nhớ từng hằng đẳng thức một đó, không được sai cái nào nha, nhớ là không có nhầm luôn đó. Ừ, rồi thì hôm nay mình học 4 hằng đẳng thức còn lại nè. Đây, cái thứ 4 nè, hằng đẳng thức số 4 nè, lập phương của một tổng. Lập phương là gì? Lập phương là cái mũ 3 thôi, mình cứ hiểu nó là cái mũ 3 thôi đúng không? Đây, lập phương của một tổng tức là a cộng b tất cả mũ 3, thì nó có dạng là a mũ 3 khai triển ra nó thành a mũ 3 cộng 3a bình b cộng 3ab bình cộng b mũ 3. Đó, nhìn nó hơi dài thôi đúng không, nhưng mà nó có cái mẹo để nhớ. À, anh chỉ cho cái mẹo nha, chỉ cho cái mẹo nha. Đây, các bạn nhìn cái hệ số trước, hệ số của nó nè, cái hệ số này 1 3 3 1 đúng không? Rồi, nhớ cái hệ số 1 à, 3 3 1. Đây, anh cứ ghi cái hệ số đây đúng không? Rồi, sao nữa? A mũ 3 nè, xong rồi đến A bình nè, xong rồi đến A mũ 1, thấy chưa? Là nó đang giảm dần đúng không? Rồi, A mũ 3 nè, ông này cộng thì mình cứ ghi dấu cộng ở giữa thôi đúng không? Cộng à, rồi đến A bình nè, đó, rồi đến A, cái hệ số nó giảm dần chưa? Thấy chưa? A mũ 3, A mũ bình nè, A mũ 1. Rồi, rồi ông B, ông B thì có phải là tăng dần không? B nè, B bình, B mũ mũ 3 đúng chưa? Đây, B, B bình, B mũ 3. À, đây là cái mẹo thầy anh chỉ anh hồi cấp 2 nè, giờ anh vẫn nhớ nè, thấy chưa? Rồi, là mình xong cái ông số 4, thấy chưa? Đây là cái công thức thôi, còn làm bài tập thì mình phải linh hoạt nữa, nó không có dễ nhìn đâu. Đó, tí mình sẽ làm bài tập mình sẽ biết. Rồi, đến cái số 5 nha, lập phương của một hiệu. Đó, hiệu thì là dấu trừ. Rồi, hiệu thì nhớ nè, dấu cộng ở dưới, dấu trừ hai đầu, được chưa? Rồi, cũng tương tự luôn, cái hệ số mình cũng nhớ như cái hằng tổng, mình chỉ nhớ cái hằng dấu thôi nè. Dấu nè, hiệu thì là lập phương thì có ba dấu, ba cái phép tính, được chưa? Thì cái mình nhớ cái dấu cộng ở giữa thôi, nó sẽ giống thằng này nhưng mà dấu cộng ở giữa, còn hai dấu dấu trừ ở hai bên, được chưa? Đó, mình nhớ từ cái thằng số 4 ra rồi mình đổi lại cái dấu là cái mẹo để nhớ, được chưa? Đó, cái mẹo để nhớ. Rồi, tiếp hằng đẳng thức số 6, tổng hai lập phương. Tổng hai lập phương, rồi a mũ 3 cộng b mũ 3 thì bằng tổng nè nhân với cái này người ta gọi là bình phương thiếu của một hiệu. Bình phương thiếu của một hiệu, hiểu chưa? Bình phương thiếu của một hiệu tức là bằng cái tổng của nó nhân với bình phương thiếu của một hiệu. Tại sao nói là bình phương thiếu của một hiệu? Tại vì nó thiếu số 2 nè. Đây, nếu mà cho số 2 vào thì nó có phải là bằng a trừ b tất cả bình không? Nè, cái này mà thêm thêm số 2 vào đây thì có phải bằng cái này không? Đó, nên là nó thiếu số 2, người ta gọi nó là bình phương thiếu của một một hiệu đó. Cái tên nó vậy thôi, không có gì phải lăn tăn nha. Rồi, hiệu hai lập phương thì là bằng hiệu nhân với bình phương thiếu của một tổng. À, nó ngược nhau nha. Nhớ là nó ngược nhau nha. Hiệu thì bằng hiệu hiệu của hai số AB, được chưa? Hai phần tử AB rồi nhân với bình phương thiếu của một tổng. À, nó cứ ngược nhau, hiểu chưa? Đó, hai hằng 6 với hằng 7 nó ngược nhau nè. Không dễ bị nhầm đâu, không dễ nhầm đâu. Nhiều người cứ bảo dễ nhầm chứ thực ra không dễ nhầm đâu nha mấy em. Mình cứ nhớ là tổng hai lập phương thì bằng tổng của nó nhân với bình phương thiếu của một hiệu, đó chứ. Tổng thì cứ là tổng trước. Đó,
rồi đến hiệu thì cứ là hiệu trước, rồi cái sau là ngược lại, được chưa? Đó, vậy là mình đó, mình kết thúc cái phần gọi là lý thuyết của cái gì? Của cái bảy cái hàng đẳng thức này, đó, những cái hàng đẳng thức này là quan trọng nha, phải về học thuộc nha. Học thuộc bằng cách là làm bài tập nhiều, chứ không có ngồi ghi ra giấy mà đến lúc làm bài tập mình nhìn mà nó không ra, nó không có dễ đâu, hiểu chưa? Đó, nên là mình sẽ làm bài tập. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua phần bài tập, được chưa? Đây, anh chỉ làm mẫu mấy bài thôi đó, còn phần còn lại là mấy bạn sẽ làm, anh chỉ làm mẫu thôi, nha chưa? Anh làm mẫu mấy bài rồi anh dặn về làm bài nào là phải làm đó, rồi làm lại mấy cái bài anh làm mẫu nữa. Rồi giờ mình sẽ làm bài 1 nha. Bài 1 nè, bài 1 thì có phải là lập phương của một tổng không? Rồi bằng cái gì? Đây là A nè, cộng cho B nè, B là 1/3 đó, tất cả mũ 3 đúng chưa? Thì bằng gì? Mình cứ ghi công thức ra, A mũ 3 nè cộng cho gì? 3 A bình B đúng không? Rồi cộng cho 3 AB bình, rồi cộng cho B mũ 3 đó. Khi mà mình mới học thì cứ làm bài tập là mình sẽ ghi cái hàng đẳng thức đó ra, ghi hết ra đó. Ngày xưa anh học là anh cứ ghi hết ra, được chưa? Đến chừng nào đến nỗi mà mình nhớ rồi thì thôi, đến lúc đó mình không ghi nữa, được chưa? Rồi đây là bằng gì? X mũ 3 đúng chưa, cộng cho 3 nhân cho a bình tức là x bình, nhân cho b là gì? 1/3 đúng không? Rồi cộng gì? Cộng cho 3 nhân cho gì? a là x, rồi cộng gì? b bình là 1/3 bình, là bằng nhân cho 1/9 nhé, đúng chưa? Rồi cộng cho b mũ 3 là bằng 1/3 mũ 3, là bằng 1/27 đó. Rồi cứ ghi rõ công thức ra, rồi phần tính toán mấy bạn tự làm, được chưa? Rồi đó, bài 2 tương tự nè, bài 2 về tự làm nè, làm lại bài 1 rồi làm bài 2 nè, nói chung là làm lại hết. Rồi chuyển sang ví dụ 3 nha. Cái này là bình phương gì à, cái gì hiệu hai bình phương à, hiệu lập phương của một hiệu đúng không? Lập phương của một hiệu. Rồi lập phương của một hiệu thì đây là a nè, a tức là ba x bình nè, hiểu nguyên cái cộng 3 x bình là cái a nè, được chưa? Rồi còn b tức là gì? B là 2 y, được chưa? Rồi a trừ b tất cả mũ 3 bằng gì? A mũ 3 đúng không? A mũ 3 trừ nè 3 a bình b nè đó. Rồi dấu cộng ở giữa nè, anh nói nè, dấu cộng ở giữa nè, cộng cho 3 a b bình, rồi trừ cho gì? B mũ 3, được chưa? Rồi mình áp vô nè, áp vô công thức mình làm nè. A mũ 3 là 3 x bình đúng chưa, là a tất cả mũ 3 trừ cho 3 nhân cho 3 x bình nè, được chưa? Tất cả bình, được chưa? Nhân cho b lúc này là 2 y đúng không? Rồi 2 y cộng cho 3 nhân cho 3 x bình nè, là a tất cả, cái này là a nè, nhân cho b bình là 2 y tất cả bình trừ cho 2 y tất cả mũ 3, được chưa? Trừ cho 2 y tất cả mũ 3. Rồi đó, vậy là xong ví dụ 3 là liên quan đến lập phương của một hiệu đó, được chưa? Lập phương của một hiệu đó. Rồi ví dụ 4 nè, tương tự nè, 5 nè là tương tự nè, 5 là nó liên quan đến lập phương của một tổng nè đó, 6 thì lập phương của một hiệu nè. Rồi đây ví dụ 7 nè. Ví dụ 7 thì mình nhìn nè, mình nhìn nó có na ná, nó có na ná cái tổng hay lập phương không? Đây nè, mình nhìn cái dấu này để mình nhận biết nè, tổng nè, xong rồi đây là giống như cái bình phương thiếu của một bình phương thiếu của một hiệu đúng không? Đó thì đây có phải là a cộng b không? Đó, a cộng b này nhân cho a bình không? Đây có phải là a bình không? X là a bình nè, trừ cho ab
Bình phương thiếu của một hiệu là không có số 2, 2AB, mà B lúc này có phải số 1 đâu. Đây, B số 1 đâu. Cộng cho B, đó, anh ghi rõ công thức ra. Thì nó bằng gì? A mũ 3 trừ cho B mũ 3 đúng không? A lúc này là gì? X mũ 3 trừ cho 1, B lúc này là 1, 1 mũ 3 đó. Được chưa? 1 mũ 3 thì bằng 1. Đó. Đó, bài 8 tương tự nè. Bài 8 là hiệu hai lập phương đúng chưa? Đó, cũng làm tương tự cho anh, được chưa? Bài 9, 10 này, 8, 9, 10 này. 11 cũng vậy nè. Đó, nhìn nó rối hơn thôi. Chứ thực ra nó cũng từ cái hiệu 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 hai lập phương với tổng hai lập phương đó, 9, 10, 11, 12, 13 này, đó, tương tự nha. Tương tự. Rồi. Qua đây, ở đây cũng vậy luôn. Đây thì liên quan đến gì? Lập phương của một, đây mình nhìn cái dấu cộng ở giữa hai dấu trừ hai bên thì là lập phương của một một hiệu rồi, được chưa? Rồi. Bài 5 thì mình khai triển là a mũ 3 trừ cho b mũ 3 bằng cái gì? Có phải là bằng tổng không? À, bằng hiệu không? Hiệu nè, nhân cho bình phương thiếu của một tổng là a bình cộng cho ab rồi cộng cho b bình đó. Thì đây 2 8 y mũ 3 là 2 y tất cả mũ 3 đúng chưa? Trừ cho 125. 125 tức là 5 mũ 3 đó. Đó, rồi. Rồi mấy đứa áp công thức này vào làm nha. Được chưa? Đó, mấy cái ví dụ này gọi là ví dụ đơn giản đó. Đây bài 16 cũng vậy này. Đó. Bài 17 này. Còn bài 18, bài 18 thì sao? Có né né không hôm bữa không? Né né cái bài hôm bữa không? Bài hôm bữa là x cộng y cộng z này, tất cả bình đúng không? Thì anh gộp hai ông này lại, đúng chưa? Rồi anh lại phân tích ra, thì cái này mình làm tương tự này. Mình làm tương tự này, thì mình sẽ làm cái câu 25 nha. Rồi câu 18, 19 nè, 21, 22 nè, 23, 24 thì mấy đứa tự làm đúng chưa? Làm tương tự, được chưa? Rồi. Giờ mình làm câu 25 nha, giờ mình gộp thì mình gộp tùy ý thôi, được chưa? Mình gộp tùy ý, mình có thể gộp hai ông này nè, hai ông này hoặc là ông đầu với ông giữa gì, ông nào cũng được. Thôi mình cứ gộp hai ông này đây nha. Rồi, vậy thì đây nè, có phải là bằng y cộng cho 2x trừ 3z tất cả mũ 3 không? Đó, anh gộp lại nha. Thì đây là a nè, nguyên cái cụm này là b nè, đó, tất cả mũ 3. Thì mình phân tích ra nè, a mũ 3 đúng không? Là y mũ 3 cộng cho 3 nhân cho a bình là y bình nhân cho b là 2x trừ 3y 3z, được chưa? Rồi cộng cho 3 nhân cho a là y đấy, nhân cho gì? 2x trừ 3z tất cả bình, được chưa? Mà cái này là mình học rồi, được chưa? Cái này là hằng đẳng thức số số 2 nè, được chưa? Rồi cộng cho gì? Cộng cho b mũ 3 đúng không? B mũ 3 tức là nguyên cái cụm này mũ 3 này, nghiêng dưới nha. Nghiêng dưới nha. 2x trừ 3z tất cả mũ 3. Rồi, cái cụm này mũ 3 nè. Thì là mình phải phân tích theo gì? Lập phương của một một hiệu đúng không? Đó. Rồi, phần tính toán các bạn tự tính, thấy chưa? Tính toán nó dài nhưng phân tích ra thì nó dễ, nó chỉ hơi rối cái chỗ tính toán thôi, là các bạn phải nhớ mấy cái hằng đẳng thức khác, được chưa? Đó, thấy chưa? Nhanh chưa? 7 hằng đẳng thức đó, thì đây là 4 hằng đẳng thức còn lại. Phần bài tập này dành cho 4 cái hằng đẳng thức còn lại đó, 25 bài thôi mà các bạn luyện nhuyễn làm trơn tru 25 bài này đó là ok rồi, được chưa? Là mình đã nhớ sơ sơ rồi, được chưa? Đó, rồi vậy là xong 7 cái hằng đẳng thức nha. Đó, các bạn về luyện 25 ví dụ hôm bữa nè, 25 ví dụ này nè, làm đi làm lại để nhớ mấy cái hằng đẳng thức, được chưa? Không nhớ thì phải cố mà nhớ đó, phải nhớ, ép buộc mình phải nhớ thôi. Đây 25 ví dụ hôm bữa đây, được chưa? 25 ví dụ hôm bữa thì về phải làm, nói chung là 50 bài đó, thì cứ làm nhuyễn đi đó. Làm nhuyễn xong
Đó. Rồi, được chưa? Rồi tiếp theo là gì nhỉ? Đó, nhiều bạn thắc mắc đúng không? Thắc mắc, dấu hỏi. Học cái hằng thức này để làm cái gì? Rồi, được chưa? Thì để trả lời cái thắc mắc đó đúng không? Đây, anh sẽ lấy ví dụ một cái bài tuyển sinh lớp 10 đó, để các bạn hiểu cái lý do các bạn sao phải, các bạn phải học. Như bạn cứ thắc mắc sao phải học đúng không? Rồi, mình làm thử cái ví dụ này nhé. Đó, thực ra là các bạn học xong 7 cái hằng đẳng thức đó, đó là các bạn đủ kiến thức là chơi được cái câu câu A với câu B này rồi, thậm chí câu C luôn, được chưa? Đó, thực ra bài tuyển sinh lớp 10 nè, nhưng mà các bạn vừa học xong cái hằng đẳng thức, anh mới dạy được mấy tuần thôi là các bạn vận dụng được, chơi được cái bài bài 11 này nè, sẽ có trong cái phần thi tuyển sinh nha. Bài này sẽ nằm thuộc nằm ở câu 2 nè, câu 2 hoặc câu 3 ở cái đề thi tuyển sinh á, gồm 5 5 câu á, 5 hoặc 6 câu đó, được chưa? Thì mình sẽ làm thử cái bài 11 này nha. Mình làm thử nha. Rồi, mình làm thử được chưa? Mình làm thử nha. Đây. Cho cái biểu thức này, người ta kêu rút gọn biểu thức này. Đó, cái phần rút gọn á là liên quan mình là mình phải vận dụng được mấy cái hằng đẳng thức vào đó, được chưa? Thì giờ mình vận dụng sao nè. Rồi, đây anh ghi lại cái đề nha. Anh ghi lại cái đề. A bằng gì? 1 trừ cho 1 trừ căn x cộng cho 1 1 cộng căn x đúng không? Chia 1 trên cho 1 trừ căn x nè, trừ cho 1 trên cho 1 cộng căn x. Đó, cái căn x thì nó không không vấn đề gì nha mấy đứa. Mai mốt mình học thì mình sẽ đặt điều kiện cho nó là tức là x phải lớn hơn hoặc bằng 0, đúng chưa? Lớn hơn bằng bằng 0, nhưng mà cái này nằm ở dưới mẫu này. Mẫu phải khác 0 nên là x khác 1 đấy. Mai mốt thì mình đi thi tuyển sinh thì mình sẽ phải đọc như vậy, nhưng mà giờ thì mấy đứa chưa chưa học cái đấy đúng không? Nên là anh cứ ghi như vậy thôi nha. Còn nếu mai mốt học tới thì anh giới thiệu sau, được chưa? Nói tóm lại là cái việc của mình là rút gọn biểu thức nè. Rút gọn biểu thức thì nó liên quan đến cái hằng đẳng thức, 7 cái hằng đẳng thức vừa học, được chưa? Đó, thì các bạn hiểu sẽ hiểu lý do tại sao mình phải học mấy cái hằng đẳng thức đó, đúng không? Chứ mấy bạn không hiểu, nhiều khi mấy bạn không có nỗ lực mấy bạn nhớ đâu, được chưa? Rồi, thì giờ rút gọn nha. Rút gọn thì đây, cái đầu tiên này, anh làm như của lớp 4 nè. Lớp 4 là hai mẫu khác nhau đúng không? Là anh quy đồng mẫu số, được chưa? Quy đồng là sao? Đây là 1 cộng căn x nè. Cộng cho gì? 1 trừ căn x. Mẫu thì sao? Hai mẫu nhân nhau đúng không? 1 trừ căn x nhân cho 1 cộng căn x, được chưa? Rồi, đây là A bằng cái này. Đây, đây là cái vế đầu tiên. Cái vế sau tương tự luôn. Vế sau tương tự. Đó, 1 cộng căn x trừ cho 1. Đó, mình phải mở ngoặc đàng hoàng. Đây là dấu cộng. Đây là dấu cộng thì mình không không để ngoặc được cũng được. Còn đây dấu trừ nè, mình phải nắn nót nè, mình không được để sai mấy cái chỗ sơ đẳng như vậy nè, được chưa? Đó, 1 trừ căn x nhân cho 1 cộng căn x, được chưa? Đó. Đây là để ra là dấu ngoặc vuông. Đó. Rồi cộng cho cái phần đằng sau. Phần đằng sau này thì đây mình ghi lại nha. Rồi, quan trọng mình phải xử lý cái chỗ rối rối này nè. Nhìn nó vậy thôi chứ thực ra cũng chẳng rối đâu, được chưa? Kiến thức mình chắc rồi mà. Đây. Trừ x với căn x là mình loại bỏ nè. Còn cho 2 chia cho gì? 1 trừ căn x mà 1 cộng căn x, đây có phải là a trừ b rồi nhân cho a cộng b không? Thì cái này là hằng đẳng thức số mấy? À, hằng đẳng thức số mấy? Hằng đẳng thức số 3 đúng không? Là bằng a trừ b bằng a bình trừ b bình, được chưa? Đó, thấy chưa, có liên quan hằng đẳng thức chưa? Đó, nếu các bạn không nhớ thì sao làm được đúng không? Thì đây là còn gì, là còn a lúc này là 1 đúng không, trừ cho b bình. B bình là căn x tất cả bình, mà căn x tất cả bình thì bằng x, được chưa? Cái đó anh dạy rồi. Rồi chia thì mình để dấu chia, đây mình bỏ dấu trừ ra nè, là còn trừ 1 cộng cho căn x nè, chỗ này nói nhanh nha, trừ 1 cộng căn x. Vậy thì cái này còn là hai căn x đâu,
Đó, trừ 1 với trừ 1 là hết rồi. Nhanh giỏi gì? Cũng giống như hệt bên này luôn đúng không? 1 trừ x. Đó, 1 trừ x, được chưa? Rồi, cộng cho 1 phần 1 trừ căn x. Rồi, A lúc này thì bằng, mình đã rút gọn nhìn nó đẹp mắt hơn rồi. Rồi, bằng cái gì tiếp theo? Này, bằng cái gì tiếp theo? Chia là nhân đảo ngược đúng không? Chia là nhân đảo ngược. Cái này học từ lớp 4 rồi. Rồi, nhân đảo ngược à, vậy thì đảo lộn cái này lên đúng không? Thì còn cái gì? Số 2 mất này. Hai này mất này. Đó, tại mình đã xác định nó khác không rồi nên mình cho nó biến mất được. Vậy là gì? Còn một phần căn x đúng không? Một phần căn x. Đó, cái phần chỗ này các bạn tự tính nhé. Chỗ đó đơn giản đấy. Cộng cho 1 trên cho 1 trừ căn x, được chưa? Thì sau khi rút gọn thì mình đã rút gọn còn nhiêu đây? Còn gọn hơn nữa thì mình quy đồng thôi, mình quy đồng lên 1 trừ căn x cộng cho căn x trên cho căn x nhân cho 1 trừ căn x. Đó, thì cái này còn gọn hơn nữa nè. A bằng gì? 1 chia cho căn x nhân cho 1 trừ căn x, được chưa? Đó. Thì đến đây, làm đến đây, nếu mà đến lớp 9 nha, thi tuyển sinh lớp 9 mà làm đến đây mà vẫn giữ nguyên cái điều kiện này nhé. Điều kiện lúc trên này thì x có thể bằng không được, x có thể bằng không được, nhưng mà đến khi mà mình làm ra cái kết quả rút gọn cuối cùng thì căn x mà nhân cho 1 trừ căn x mà mình để kết quả cái điều kiện mà x bằng không là các bạn bị trừ điểm, được chưa? Đó, đi thi tuyển sinh á, mai mốt đi thi tuyển sinh mình làm ngay cái câu A thôi đó, cái câu A, cái ý A của một cái câu đó khoảng 2 điểm đó, mà làm không cẩn thận đó, thì các bạn sẽ bị sai, bị dụ ngay chỗ này nè, được chưa? Bị dụ nè, phải cẩn thận nè. Đây là x khác không đúng không? Thì có thể trên đây mình sửa lại cái điều kiện, được chưa? Hoặc là mình ghi vào đây luôn, trên đây mình sửa luôn cái điều kiện là x lớn hơn không luôn nè, được chưa? Đó, x lớn hơn không và x x khác một, được chưa? Đó, đi thi tuyển sinh là phải cẩn thận như vậy, được chưa? Không để bị sai những cái lỗi sơ đẳng như vậy đó, thấy không? Mình làm điều kiện ban đầu x có thể bằng không nhưng mà đến khi làm cuối cùng chưa chắc đúng không? Mình phải kiểm tra, mình phải cẩn thận đó. Mới học lớp 8 thôi đúng không? Mà mình luôn hướng về cái tuyển sinh, được chưa? Mình sẽ đặt cái vấn đề tuyển sinh lên trước. Rồi. Đây, sau khi làm xong người ta bắt tính giá trị này, bắt tính giá trị này. À, cái giá trị này rất là hay nha, cái giá nè, những cái số này rất là hay nè, rất rất hay luôn, được chưa? Rồi thì đây bằng cái gì này, nè bằng cái gì đây, bằng cái gì đây, nhìn nha, cái này là một cái hằng đẳng thức, nó ẩn là một cái hằng đẳng thức đó. Nhưng mà mình phải nhìn ra, mình làm quen mình mới nhìn ra được, được chưa? Mình làm quen mình mới nhìn ra được. Nhìn nè, đây nhìn anh bình tĩnh anh làm nha. Số 7 này nè anh tách ra là bằng 4 cộng cho 3, được không? Rồi cộng cho 2 nhân cho 2 nhân cho căn 3. Đó, các bạn thấy ra hằng đẳng thức chưa? Nó sắp ra cái hằng đẳng thức chưa? Rồi, rồi bằng tiếp hai bình cộng cho 2 nhân cho 2 nhân cho căn 3 cộng cho căn 3 tất cả bình. Căn 3 tất cả bình thì bằng mấy? Là bằng 3 đúng chưa? Hai bình là bằng mấy? Bằng 4 nè. Có thay đổi không? Cụm này mình ghi lại. Thì đây có phải A bình không? Cộng cho 2 A tức là 2 đây nè, nhân cho B cộng cho B bình không? Đó, hay chưa? Hay chưa? Đúng chưa? Vậy thì lúc này nó bằng cái gì? A cộng B tất cả bình đúng không? Nếu mà mình thuộc công thức đó, mình nhớ luôn là bằng 2 cộng cho căn 3 tất cả bình. Đó, được chưa? Đó, mình sẽ tính cái thằng x trước. Đó, cái ý B này, mình tính cái thằng x sẽ bằng 2 cộng căn 3 tất cả bình, được chưa? Rồi, mình thay vô A. Rồi, thì mình thay vô A. A lúc này của mình đây, mình thay vô nha. Thì có phải cái này luôn khác không không? Cái trong cái này luôn khác không đúng không? Thì mình có thể bỏ dấu canh này được đó, mai mốt mình sẽ học về cái dấu canh sau, được chưa?
giờ anh nói trước luôn đó, a là bằng 1 nhân cho căn của gì? Căn của x, x lúc này sẽ bằng 2 cộng cho căn 3 tất cả bình đó, nhân cho 1 trừ căn x là 2 cộng căn 3 tất cả bình đúng không? Rồi thì bằng cái gì? Bằng 1 chia cho căn cho, đây cái này khác không nè, mình bỏ dấu căn được, là còn 2 cộng căn 3 đó, nhân cho cái gì? 1 trừ cho 2 cộng căn 3 đó, được chưa? Rồi bằng 1 chia cho 2 cộng căn 3 nhân cho 1 trừ cho 2 đúng không? Thì trừ căn 3 là trừ 1 trừ căn 3 đó, hay chưa? Được chưa? Đó thì cái này các bạn nhân phân phối rồi rút gọn cái mẫu này nha, rút gọn tiếp cũng được, rút gọn tiếp được chưa? Đó thì các bạn thấy đó, một cái bài tuyển sinh đó, nó sẽ như vậy được không? Một bài tuyển sinh nó sẽ như vậy. Rồi đó thì mình nhìn nha, đó, một cái bài tuyển sinh thì nó sẽ như vậy đó. Đây là nó rơi vào cái hàng đẳng thức số 3 nè, chứ còn mấy bài khác nó còn rơi vào những cái hàng đẳng thức khác nữa, được chưa? Bắt buộc mà mình phải nhớ thì mình mới làm được không?